Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý vị khán giả. Chào mừng khán giả đã trở lại với kênh. Hôm nay kênh đến bãi kiển của Thành Chí ở Cột Mỹ giao lưu số loại giống mai nha cô chú anh chị. Thì cụ thể chúng ta gặp Thành Chí ha. Rồi. Chào anh Hoa. Chào anh Hoa, chào tất cả bà con chú bán gần xa. Bữa nay em về 10 cây và 37 phôi tứ quý, 3 phôi mai vàng dưới một gốc nhãn anh em. Mong anh em đón xem và theo dõi. Đủ giá chơi. Giá hữu nghị cũng có luôn. Rồi, số điện thoại các anh ơi. Số điện thoại của anh là 0932 866660 là số lô em Thành Chí nha. Ok. Rồi, số 1 anh. Rồi, trước tiên vô cây số 1 anh em ơi. Cây tứ quý nha. Cây tứ quý này nó lắc léo, nó vô thế bonsai nha anh em. Cây này chơi lùng lực rất đẹp. Cái này chiều cao 68 nha anh em. Rồi, ok. Thân nó lắc chi cành đủ luôn nha. Cái này chỉ có một thông số thôi, 42 anh em. Rồi. 42. Tính 41 thôi. 41 anh em thôi. Rồi, nhẹ nhẹ mình điều tay vòng vòng lên đây. Cái này để khủng anh em. Cái này nó thân nó lắc léo chi cành tứ diện hết luôn. Nhìn ở ngoài nó rất khéo anh em. Vậy là tứ quý anh. Tứ quý. Tứ quý nha bà con. Già cây gì lắm à. Chi đủ hết luôn. Thân này nó lắc luôn. Vòng lắc. Đế thì khỏi chê, cây này là chơi bonsai là ok luôn. Có giọng lắc như này hay hay. Mã số 1 là tứ quý nha cô chú anh chị. Hay rất khéo anh em ơi. Ngoài cục đế nó khôn nó xuống hết. Rồi mã số 1. Giá số 1 luôn. Máu lẹ anh em. Rồi mã số 1 là 12 triệu rưỡi nha anh em. Phí ship còn miễn còn quốc miễn còn quốc 2.500.000 nha anh em. Cây rất khéo. Rồi ok đổi mấy anh ơi. Quên đó luôn đi. Rồi số 2 rồi, bà con ơi. Mã số 2 cũng là cây tứ quý nha anh em. Một thân cốt luôn. Cây đúng này rồi. Chi cành là rất đều luôn, rất dày luôn. Nên anh em ghép là lẹ tàn nhưng mà lẹ chơi lắm ha. Đây là một cốt luôn. Một cốt. Chi cành nó đóng đều hết luôn. Mấy chi này dày em phá bớt luôn á. Đế thì đế ok luôn. Đế rất lực luôn nha anh em. Tư quý mà chi cành thì khó. Rồi thông số của em này luôn bà con ơi. Rồi chiều cao thông số luôn. Một chiều cao 1m25 nha anh em. Rồi. Rồi hai thông số đi. Cái cổ đế này nó gần 50 luôn. Bo lên bỏ anh tắt cửa đi. Nó còn 41 nha anh em. Rồi ok. Cây gần năng lắm. Dây đế này là 4 gần 50 nè. Mình tính lên trên này bỏ anh tắt thì nó 40 hoành. Cây chi cành tứ quý khó kiếm nè. Có hết ha, đầy đủ ha. Đầy hết luôn. Chiều cao 1m25 nha anh em. Rồi cây tứ quý số 2 bà con ơi. Vô là ngon lành. Rồi mã số 2 em giao lưu với anh em là 14 triệu nha anh em. Rồi tứ quý số 2. Rồi đổi luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi cây cốt luôn. Tiếp tục là số 3 bà con ơi. Mã số 3 nha anh em. Cũng là một thân cốt. Chỉ cần đóng đều luôn anh em. Rồi thông số luôn anh ơi. Này dáng thú chiều cao 109 anh em. Rồi cây nó sắn, cây nó đế nó đều hết luôn anh em, chỉ cần đóng đều luôn. Đều hết luôn anh em, có đế hết nè. Cây này nó đế xuống hết luôn, bích lịch chân luôn, thân nó sắn, dáng hơi thú quán quái thú này nè. Thông số tiếp theo rồi là 35 anh em. Rồi ok. Rồi cái này là mã số 3. Mã số 3. Em giao lưu với anh em là 5 triệu nha anh em. Số 3 nha bà con. Rồi. Số 3 5 triệu. Số 3. Thân cốt nha anh em, sạch. Rồi, hũ đổi luôn anh ơi. Một rồi, cây số 4 luôn cô chú anh chị anh em. Cây này khóa mấy cái này cũng được luôn, lấy cái cũ cũng được nha anh em. Có đó để xuống nhìn thấy cái quái em để á. Cắt bỏ được hết luôn nha. Cây này một thân cốt mà tàn dùng anh em.
chân chân cành nó to to không à? Một loạt cây lực cây nha bà con. Chân cành nó to 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 không? Mấy con đế này anh em bỏ luôn rồi, xuống cũ hết nha. Tại em trừ hao ai chơi quái thì chơi, nó thôi cắt rồi bỏ cho nó có rễ mọi hết á. Nó cũ nó về ngang nó rộng lắm nè. Đường 3 tấc rưỡi á. Rồi ok. Chiều cao 100 nha anh em. Cao 100. Anh đo gì vị trí cây này nó 50. Rồi. Trên cái eo trên này. Nó 43. Trên eo là 43. 43 luôn. Quanh ở trên này là 43 nha anh em. Rồi sát dưới này cái cũ này luôn đi. Rồi, để anh em khóa luôn. Khóa cái cũ không chơi nó rộng cho nó nôm xuống hết luôn. 115 nha anh em. Rồi ok 115. Cây này rất quái. Ai muốn chơi quái thì để vậy, còn cắt xuống cũ luôn. Em trừ hao cho anh em. Hai bên nó bành ra ha. Ừ. Bành như là con cua nó bò nhá. Rồi cái này mã số 4. Tiếp theo số 4. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 11 triệu nha anh em. Rồi số 4 tứ quý. Rồi ok phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp theo luôn bà con ơi. Rồi tiếp theo là công cây tứ quý nha anh em. Rồi tứ quý tiếp tục. Cái này cũng rất quái nha anh em. Nhìn nó quái, đường thân thì rất đẹp. Chỉ cành đều luôn. Cây nó lắc lượng. Vì anh em trồng nó siêu siêu vậy nó hay hơn nha anh em. Khá lắc ha. Ừ. Nó lắc, đường thân nó lắc léo lắm. Chỉ cành nóng đều. Rồi thông số mày luôn. Thông số luôn. Rồi mã số 5 nha anh em. Quỳnh này khiêm tốn. Này có 28 nha anh em. Rồi ok. Quỳnh cũ. Quỳnh cũ thì ngược 60 nha. Rồi. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 3 triệu rưỡi nha anh em. Mã số rồi, 5. 3 triệu rưỡi số 5 tứ quý bà con ơi. 3 triệu 500. Rồi đổi luôn anh ơi. Cái này nó quái dị nha. Rồi tiếp theo bà con luôn. Ơi ta cây tứ quý đó luôn đi. Rồi mã số 6 nha. Cây này rất quái nha anh em. Cây này nguyên là khối đặc luôn. Nhỏ nó có vỏ nha. Rồi để, thông số luôn. Để sớm nó là nó 27. Hoành nó 26 nha anh em. Rồi ok. Cao nó 1 ấy 2 m ấy 1 2 tấc 2. 2 tấc 2. 2 tấc 2. Rồi gũ đặc nữa nè. Cái này còn đế xuống nữa nè. Nó 130. Rồi ok. Một cục đặc luôn nha anh em. Đặc khử luôn. Gần lên cho anh em xem nha. Cục này nó rất quái luôn. Chơi bông sai để bàn là ok. Cái cục này nó bự lắm. Đường kính bầu nó trồng vô này chậu 7 là vừa nha anh em. Rồi. Quái ạ. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 6 triệu rưỡi nha anh em. Rồi. Mã số 6. Mã số 6 bà con ơi. 6 triệu 500. Rồi tiếp tục đổi cây anh ơi. Rồi đổi cây luôn. Trục là cây là cây tứ quý nữa nha anh em. Rồi tiếp tục tứ quý luôn. Cây này sumo luôn. Rùng lực. Rồi thông số của em này luôn. Đường kính bầu 70. Quanh cây này nó là 47 nha anh em. Rồi ok. 47 tính 46 thôi. 46 thôi. Cho hoành chứng cho anh em. Đế đều hết luôn. Cây này chơi bonsai luôn. Chơi đặt cái chậu hộp sồi là chơi đẹp nha anh em. Tứ quý nha anh em. Một lọt tứ quý nha bà con. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 4 triệu. Mã số 7. Rồi 4 triệu. Rồi tiếp tục đổi luôn anh ơi. Rồi một cục núi luôn. Rồi mai vàng bà con ơi. Một cục hết hồn luôn em ơi. Cục đặc ra. Rồi thông số của em luôn. Rồi chiều cao 40 nha anh em. Rồi. Cái hoành này, hai thân này. Nó 68 nha anh em. Rồi. Có chỗ đo mà à. Không có đo chỗ nào được nữa chứ. Đo xuống này thì nó bự quá. Cũ đặc đi.
đo cục đặt đi. Nó 116 nha. Rồi, 116. Cục đặt luôn nha anh em. Rồi, xoay luôn, xoay luôn. Cây này nó quá chơi bonsai. Cục hết hồn. Khối lớn lắm nha bà con. Mã số 8 là cây mai vàng anh em. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 12 triệu nha anh em. Rồi, mai vàng bà con ơi. Mã số 8. 12 triệu. Rồi, tiếp tục đổi cây luôn anh ơi. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi, tới cây mai vàng này lên xù nha anh em. Cục đế rất quái luôn. Rồi, cũng là mai vàng luôn nha bà con. Cây này nó lên nu nha anh em. Đế nó bỏ móng như móng gồng vậy. Rồi, thông số của em này luôn anh ơi. Rồi, mã số 9 nha anh em. Rồi, số 9. Chiều cao 61. Quanh vị trí này là nó 37 nha anh em. Rồi. Cũ á, cũ đặc. Cũ này nó quái, nó lên xù chừng 101 nha anh em. Rồi, 101. Này lên xù tùm lum hết trơn. Rồi, cái này là mã số 9 em giao lưu với anh em là 6 triệu nha anh em. Mai vàng nha bà con. Mai vàng, mai vàng. Rồi. Mã số 9. Rồi, đổi luôn anh ơi. Rồi, đổi luôn. 10 cây cuối cùng của mai vàng. Còn cây nhãn anh em đón xem nha. Nhãn đọc lại nha anh em. Rồi, cây này cây số 10 nha bà con. Số 10. Cây này bông đùm nha. 7 đến 9 cánh nha anh em. Bông đẹp luôn á. Anh em khỏi ghép á. Thì em thấy bông đẹp quá rồi. Em không cắt. Cái này chơi dáng thằng dù. Nó cũng lùn à. Nó dày hết á. Chiều cao nó là 1m2 nha anh em. Chiều cao 1m2. Bông đẹp quá, em không cắt. Ổn. Về chơi luôn à. Cho xin dòng nó đi chứ. Xin dòng. Cái này tặng dù bà con ơi, tặng dù. Bộ đế nó nổi lên luôn, nó ra quặm. Anh em về trồng nổi vậy luôn được nha anh em. Đế nổi sẵn nha. Rồi, ok, thông số của em này luôn ơi. Cao 1m2 nha anh em. Cao 1m2. Hoành nó 40. Rồi. Cũ bầu nhiêu đế nhiêu nha anh em. Nó quặm xuống hết luôn nha. Hoành cũ nó 1m7 nha anh em. 1m7 ha. 1m7. Rồi cây này là cây mã số 10. Số 10 nha bà con. Em giao lưu với anh em bao xếp 200km nha anh em. 200km luôn. 9.500.000 nha anh em. Mã số 10. Mã số 10 rồi, phụ đổi luôn anh ơi. Đổi luôn. Luôn đi. Rồi một cây nhãn quái nha anh em. Lạ quá anh ơi. Cái này em bứng trừ hao để cho cái lá nó còn lá để anh em về chơi cắt đây lần chơi bonsai. Ngọt lành luôn. Nhãn này nhãn lông nha anh em. Rồi, nhãn lông này dễ ơi. Sống lắm nha. Cây nó quái. Cây này là gặp cây mai cái bán biết nhiều tiền. Đây nè, cái đặc biệt nó nằm ngay đây nè. Cái cục nó quặn quặn như cái ổ mối luôn nè bà con. Mối mà đóng hay gì nè. Em tháo ra rồi. Nhưng không có nó quái gì. Cục có là cục bú hay gì nè. Cây bay này nó khoảng 1m7 anh em. Để đo cục bú này cái đây. Này cục bú nha. Bú chủ nhà nói ngại phì á. Quanh này chắc có 120 quá. 101 anh em ơi. Rồi, 101 bà con ơi. Rồi nó lên đây còn nhỏ xíu à. Còn có 31 à. Rồi, 31 thôi. Quanh dưới. Quanh dưới này nó 52. Rồi, ok. Đường kính bầu. Đường kính bầu nó 55 nha anh em. Rồi. Cái này về anh em cắt lại lùng lực vậy nè. Chơi tàn, chơi cục quái này. Đã. Nhãn này nó thơm lắm anh em. Chỗ bông nó thơm mà trái nó cũng thơm nữa. Nhãn lông á. Nhãn lông. Nhãn hồi xưa á. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 7 triệu nha anh em. Rồi 7 triệu đồng bà con ơi. Cây cuối cùng, cây mã số 11. Đây là cây cuối cùng của anh Chí chào bà con cái cuối video cái này. Rồi em xin chào tất cả bà con chú bác gần xa ủng hộ em mấy hôm nay. Mong rồi. Anh em đón xem cái clip này ủng hộ cho anh Chí đang có động lực đi kiếm cây cho anh em
một cây mới. Rồi xin chào tất cả. Rồi tạm biệt, hẹn lại luôn. Rồi cảm ơn bà con đã xem và ủng hộ kênh ha. Cảm ơn rất nhiều luôn. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Rồi tạm biệt.